Chào các bạn, hôm nay mình vào bếp thực hiện một món ăn ngon từ thịt gà. Đây là món lẩu gà ớt hiểm. Ăn cái nước của nó rất là ngọt, nó có vị nồng, rất là ngon. Mình có một con gà ta. Con gà này khoảng 1,5 kg. Mình đã làm sạch rồi. Sau đó mình để ráo nước và mình chặt thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Đây là gà ta thả vừa nên ăn thịt của nó rất là chắc và ngon luôn nha các bạn. Nguyên liệu khác, ở đây mình có nửa củ hành tây, 4 tép sả, 4 tép tỏi, 4 củ hành cũ và một ít gừng, ớt hiểm. Ớt ở đây mình sử dụng cả ớt xanh lẫn ớt chín và một ít cái phần ngọn ớt, ngọn cái phần lá đó. Mình hái tận cây luôn nên mình có cái phần ngọn và phần lá, mình nấu rất là ngon. Và một ít nấm, gia vị đi kèm mình có hạt nêm, muối, bột ngọt và đường. Và một ít lá chanh. Để tí mình cho vào nước lẩu cho nó thơm. Để ăn lẩu thì mình có rau ăn kèm. Ở đây rau là mình có rau húng quế. Rau húng quế là không thể thiếu nha các bạn. Và một ít rau tùy thích. Sử dụng thêm rau, đó là rau bông chuối, bào và một ít rau cải cúc. Kèm thêm đó là một ít nấm. Mình đã rửa sạch và mình để cho ráo nước rồi. Tí nữa mình ăn cùng với lẩu đó, thì rất là ngon luôn. Để ăn cùng với lẩu thì mình có sử dụng thêm một ít bún và một ít mì. Các bạn có thể ăn mì hoặc là ăn bún kèm theo. Cái phần sả thì mình sẽ dùng chày để mình đập dập cái phần đầu sả đi. Tí nữa mình xào, mình nấu cho cái nước của nó thơm. Gừng thì mình cũng đập dập ra, mình cắt ra làm đôi. Hành tây thì mình sẽ bổ ra như thế này, để miếng vuông thế này, để tí nữa mình cho vào nước cho nó ngọt. Phần hành củ và phần tỏi thì mình băm nhuyễn. Lá chanh thì mình sẽ sử dụng, ở đây mình sẽ sử dụng là 3 cái lá chanh, để mình cho vào nước cho nó thơm. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi ướp phần thịt gà. Thịt gà ở đây mình sẽ cho vào đây 1,5 thìa hạt nêm cờ no, 1/2 thìa muối, 1/2 thìa bột ngọt và 1/2 thìa đường. Mình sẽ cho vào đây 1/2 thìa tiêu, tí tiêu thôi. Tiếp đến mình sẽ cho phần hành băm và cái phần tỏi băm lúc nãy vào. Mình sẽ trộn đều lên và mình ướp gà trong khoảng 30 phút để cho phần thịt gà của mình nó được thấm gia vị. Phần gà của mình sau khi thấm gia vị rồi, mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thịt mình sẽ gấp ra dĩa. Cái phần thịt này để mình đợi cái lúc mà mình ăn lẩu, mình cho vào sau thì thịt nó vừa chín tới, mình ăn nó sẽ rất ngọt và nó rất là ngon. Còn cái phần xương thì mình sẽ sử dụng để mình nấu nước lẩu, cho cái nước của nó ngọt. Phần xương còn lại thì chỉ có đầu, cổ, cánh và cái phần nưng của gà thôi. Đây mình đã chia xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp một cái son. Mình cho dầu ăn vào. Dầu sôi rồi mình sẽ cho cái phần hành băm và phần tỏi băm còn lại vào. Tiếp đến mình sẽ cho gừng và sả cây đập dập. Mình xào cho cái phần sả, phần gừng này nó thơm lên. Mình sẽ cho vào đây 3 cái lá chanh.
Và bây giờ mình sẽ cho cái phần xương gà vào mình xào. Mình xào cho cái thịt gà nó xanh lại. Thịt gà của mình sau khi đã xanh lại rồi, mình sẽ cho nước vào. Mình cho vào đây khoảng 2 lít nước. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1/4 củ hành tây. Mình đun sôi, sau đó mình sẽ vớt cái bọt ra và mình hầm nhỏ nữa khoảng 30 phút. Trong khi đợi cái phần gà của mình hầm được 30 phút, thì mình sẽ đi làm phần muối ớt. Mình sẽ sử dụng ở đây là 1.5 thìa muối, nửa thìa bột ngọt, 2 trái ớt. Ở đây mình sử dụng ớt xanh và ớt đỏ luôn, cho nó tăng cái độ nồng của nó lên. Mình giã muối ớt cho nó nhuyễn ra. Và khi nào ăn á, mình sẽ vắt chanh vào để mình chấm với thịt gà thì nó rất là ngon. Tất cả các nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị ở đây sẵn hết rồi và xong hết rồi ha, phần thịt, bún và phần rau. Bây giờ cái phần nước nấu của mình sau khi mình đã hầm được 30 phút rồi thì cái phần xương gà của mình á, nó đã nhừ và cái nước của nó cũng khá là ngọt rồi. Mình hớt lại hết cái phần bọt đi. Và bây giờ mình bắt đầu nêm nếm lại gia vị một lần nữa cho vừa ăn. Mình cho vào đây 1 thìa muối, 2 thìa hạt nêm cờ no và 1 thìa đường. Lúc này mình sẽ nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình mình ăn nhé. Mình nếm cái nước của nó rất là vừa ăn luôn, rất là ngọt. Bây giờ thì mình đã bắt ra một cái nồi nẩu. Mình vớt hết cái phần xả, phần lá chanh ra một bên. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nẩu mình ăn nhé. Các bạn có thể bắt lên cho gia đình mình cùng ăn luôn. Lúc này thì cái nước nẩu của mình rất là ngọt. Và khi ăn thì mình sẽ cho cái thịt gà vào. Mình nhúng. Phần thịt gà này thì rất là nhanh chín. Các bạn chỉ cần cho vào và các bạn đun sôi nhỏ nữa khoảng 5 phút là cái thịt gà của mình nó vừa chín tới. Mình ăn thì nó rất là ngọt. Và bây giờ mình cho cái phần thịt gà vào, nó sẽ tăng cái độ ngọt của cái phần nước á. Cái nước nấu của mình rất là ngon. Tiếp đến thì mình sẽ cho ớt hiểm vào. Cái phần ớt hiểm này các bạn thích ăn cay các bạn cho nhiều vào cũng được. Các bạn để nguyên trái á, thì ớt nó sẽ không cay đâu, mà nó có cái vị nồng của ớt á, ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho nấm vào. Nấm thì mình đã bổ ra làm đôi. Cái phần gà và phần nấm của mình nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần ngọt ớt và cái phần rau quế vào. Các bạn có thể cho rau vào mình nhúng ăn luôn. Mình cho vào đây một ít hành tây. Và các bạn thích ăn mì thì mình sẽ cho mì vào.
Wow, cái nước của nó rất là thơm luôn. Mình đã múc ra chén để tí nữa mình dùng thử nha. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm các loại rau vào để mình ăn kèm. Mình sẽ cho cải cúc vào và một ít bông chuối nữa. Các bạn coi cái miếng thịt gà của mình nó vừa chín tới. Ăn như vậy cái da rất là giòn và cái thịt rất là ngọt luôn. Trước khi ăn thì mình sẽ vắt chanh vào cái phần muối ớt này. Và các bạn có thể chấm thịt gà với cái phần muối này rất là ngon luôn. Cái thịt này đảm bảo các bạn là ăn nó rất là ngọt và cái da của nó rất là giòn. Ăn nó ngọt hơn hẳn so với các bạn hầm trực tiếp nhé. Và cái phần rau của mình này. Rau các bạn là ăn khi nó vừa chín tới là các bạn gấp ra luôn, rất là nóng hổi luôn. Cái nước của nó ăn cực kỳ ngon, nó có cái độ nồng của phần ớt hiểm và cái độ ngọt từ thịt gà và cái phần nấm nữa. Ăn kèm với rau rất là ngon. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để đón nhận những video mới nhất nhé.